Du khách nội địa bắt đầu trở lại những điểm du lịch hấp dẫn ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sau một thời gian dài siết chặt phong tỏa chống dịch COVID-19. Các chương trình tham quan miễn phí được triển khai từ tháng 8 là một phần trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch địa phương. Tôi thấy trên mạng thông tin rằng chính phủ Hồ Bắc đã khởi xướng một chính sách miễn phí tất cả những điểm du lịch hạng A ở Hồ Bắc, nên tôi trở lại Vũ Hán để tham gia một tour tham quan. Đây là cơ hội để những du khách từ các thành phố khác biết về Vũ Hán, thành phố đã vượt qua đại dịch COVID-19 như thế nào. Năm ngoái tôi cũng tới đây nhưng chỉ chơi có 2 ngày. Bây giờ các điểm du lịch ở Vũ Hán đang được miễn phí, nên tôi nghĩ giờ là thời gian thích hợp để du lịch thành phố, và Vũ Hán bây giờ cũng khá an toàn rồi. Tôi đã đặt vé tới công viên giải trí Thung Lũng Hạnh Phúc, nên tôi tới đây để thưởng thức một số món ăn và đi dạo. Hiện giờ tất cả các điểm du lịch ở Hồ Bắc đều miễn phí. Nói chung là mọi thứ rất ổn. Tôi không thường xuyên ra ngoài, nhưng tôi cảm thấy có nhiều người ra ngoài tham quan. Tại chợ đêm trên đường Da Trang mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 8, những người bán hàng rong yêu cầu chính phủ thu hút thêm nhiều du khách tới đây. Chúng tôi cần sự trợ giúp của chính phủ. Nếu ngành du lịch phát triển tốt, chúng tôi sẽ có thêm nhiều du khách từ những thành phố khác tới đây. Càng nhiều người tới chợ đêm thì chúng tôi càng bán được hàng. Chúng tôi cần có thêm nhiều khách du lịch từ các thành phố khác tới đây mua hàng. Thành phố Vũ Hán, tâm điểm và được coi là nguồn gốc của đại dịch COVID-19 đã bị đóng cửa trong hơn 2 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 1. Thành phố đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa, dần mở cửa lại hoạt động bình thường từ tháng 4.